Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 14 tháng 11, bác sĩ Huỳnh Như Đồng, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Đắk Lắc cho biết bệnh viện vừa mổ cấp cứu cho một bé trai 12 tuổi bị đạn bắn trúng đầu. Theo bác sĩ Đồng, khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân DGB, 12 tuổi, ngụ thị trấn EAK, huyện EAK, trong tình trạng bị đạn bắn trúng đầu, gia đình khai trúng đạn súng tự chế. Bệnh nhân được chẩn đoán bị vết thương sọ não do hỏa khí, vỡ sọ thái dương hai bên, tụ máu dưới màng cứng hai bên, dập não, xuất huyết não. Trước tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, các y bác sĩ của bệnh viện đã mổ cấp cứu hơn 3 giờ đồng hồ và lấy ra một viên đạn với kích thước 4 x 4 mm. Thông tin thêm, bác sĩ Đồng nói sau phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chi giác khá, bệnh nhân biết đau và đang được theo dõi sát. Tiên lượng bệnh nhân khá dần, đang được dùng kháng sinh liều cao để nhanh hồi phục. Theo mẹ của cháu B kể, chiều 13 tháng 11, khi chị đang đi làm thì nhận được điện thoại của người thân báo tin con trai bị trúng đạn nên vội chạy về, đưa con đi cấp cứu. Mẹ cháu B nói, con trai tôi đi học về, qua nhà bạn chơi và tại đây xảy ra sự việc đau lòng tôi chưa biết rõ nguyên nhân vì sao dẫn đến sự việc được biết phía bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đang lưu giữ viên đạn tại khoa gây mê hồi sức để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng